Cô chào các em. Hôm nay cô và các em sẽ học môn toán bài biểu thức có chứa một chữ. Để tiết học hiệu quả, các em hãy lắng nghe cô giảng bài, không ngồi quá sát màn hình. Khi làm bài, các em hãy nhấn dừng video để làm bài. Sau khi làm xong, các em mở video để theo dõi nhé. Cô và các em cùng nhau học bài nào. Các em đọc ví dụ sau. Lan có 3 quyển vở, mẹ cho Lan thêm ... quyển vở. Lan có tất cả ... quyển vở. Cột thứ nhất là số quyển vở Lan có. Cột thứ hai là số quyển vở mẹ cho Lan thêm. Cột thứ ba là số quyển vở Lan có tất cả. Giả sử Lan có 3 quyển vở, mẹ cho Lan thêm 1 quyển vở. Lan có tất cả 3 cộng 1 quyển vở. Lan có 3 quyển vở, mẹ cho Lan thêm 2 quyển vở. Lan có tất cả 3 cộng 2 quyển vở. Lan có 3 quyển vở, mẹ cho Lan thêm 3 quyển vở. Lan có tất cả 3 cộng 3 quyển vở. Bây giờ Lan có 3 quyển vở, mẹ cho Lan thêm A quyển vở. Lan có tất cả 3 cộng A quyển vở. Ai cho cô biết 3 cộng A được gọi là gì nào? 3 cộng A là biểu thức có chứa một chữ. Các em nhắc lại, 3 cộng A là biểu thức có chứa một chữ. Vậy muốn tính giá trị của biểu thức có chứa một chữ, ta làm thế nào? Cô mời các em tiếp tục theo dõi nhé. Nếu A bằng 1 thì 3 cộng A sẽ được tính như thế nào? Nếu A bằng 1 thì 3 cộng A bằng 3 cộng 1 bằng 4. 4 là một giá trị của biểu thức 3 cộng A. Nếu A bằng 2 thì 3 cộng A bằng 3 cộng 2 bằng 5. 5 là một giá trị của biểu thức 3 cộng A. Nếu A bằng 3 thì 3 cộng A bằng 3 cộng 3 bằng 6. 6 là một giá trị của biểu thức 3 cộng A. Mỗi lần thay chữ A bằng số, ta tính được một giá trị của biểu thức 3 cộng A. Các em nhắc lại, mỗi lần thay chữ A bằng số, ta tính được một giá trị của biểu thức 3 cộng A. Để khắc sâu kiến thức về bài biểu thức có chứa một chữ, cô và các em cùng nhau làm bài tập nhé. Tính giá trị của biểu thức theo mẫu 6 trừ B với B bằng 4. Biểu thức có chứa một chữ ở đây là 6 trừ B. Chúng ta sẽ tính giá trị của biểu thức 6 trừ B. Nếu B bằng 4 thì 6 trừ B bằng 6 trừ 4 bằng 2. 2 này được gọi là một giá trị của biểu thức 6 trừ B. Các em tiếp tục làm bài còn lại. Các em theo dõi lên màn hình nhé. Nếu C bằng 7 thì 115 trừ C bằng 115 trừ 7 bằng 108. Bài tập C. Nếu A bằng 15 thì A cộng 80 bằng 15 cộng 80 bằng 95. Qua bài tập 1, các em đã biết tính giá trị của biểu thức. Mỗi lần thay chữ bằng số, ta tính được một giá trị của biểu thức đó. Bài 2. Viết vào ô trống theo mẫu
125 cộng x là biểu thức có chứa một chữ x bằng 8. Giá trị của biểu thức 125 cộng x sẽ bằng 125 cộng 8 bằng 133. Các em hãy làm bài toán còn lại. X bằng 30, x bằng 100. Nếu x bằng 30 thì 125 cộng x sẽ bằng 125 cộng 30 bằng 155. X bằng 100 thì 125 cộng x sẽ bằng 125 cộng 100 bằng 225. Qua bài tập số 2 này, các em vận dụng cách tính giá trị của biểu thức có chứa một chữ để làm bài. Bài số 3. Tính giá trị của biểu thức 873 trừ n với n bằng 10, n bằng 0, n bằng 70 và n bằng 300. Các em làm bài. Các em quan sát lên màn hình nhé. Nếu n bằng 10 thì 873 trừ n sẽ bằng 873 trừ 10 bằng 863. 863 này là một giá trị của biểu thức 873 trừ n. Nếu n bằng 0 thì 873 trừ n bằng 873 trừ 0 bằng 873. Bất kỳ số nào cộng trừ với số 0 cũng bằng chính số đó. Nếu n bằng 70 thì 873 trừ n bằng 873 trừ 70 bằng 803. Nếu n bằng 300 thì 873 trừ n bằng 873 trừ 300 bằng 573. Qua bài tập số 3 này, các em tính được giá trị của biểu thức có chứa một chữ. Và nhớ rằng mỗi lần thay chữ bằng số thì ta tính được một giá trị của biểu thức đó. Qua bài biểu thức có chứa một chữ, các em bước đầu nhận biết được biểu thức có chứa một chữ và biết tính giá trị của biểu thức chứa một chữ khi thay chữ bằng số. Các em về nhà hãy ôn lại bài biểu thức có chứa một chữ và chuẩn bị bài mới luyện tập. Có một bạn nhỏ có một câu đố dành cho bạn. Biểu thức nào là biểu thức có chứa một chữ? Bạn nhỏ cho chúng ta đáp án biểu thức có chứa một chữ. Các em cùng nhau kiểm tra nhé. 6 nhân A là biểu thức có một chữ. 18 chia B là biểu thức có chứa một chữ. 97 trừ B là biểu thức có chứa một chữ. A cộng 56 là biểu thức có chứa một chữ. Bạn nào có đáp án đúng nào? Cô tuyên dương bạn đó. Học bài biểu thức có chứa một chữ. Và hôm nay cô và các em tiếp tục học bài luyện tập tính giá trị của biểu thức theo mẫu. Với giá trị của A bằng 5 thì các em sẽ tính giá trị của biểu thức 6 nhân A như thế nào? Nếu A bằng 5 thì giá trị của biểu thức 6 nhân A bằng 6 x 5 bằng 30. Các em hãy vận dụng cách tính giá trị của biểu thức có chứa một chữ để làm các bài còn lại nhé. Các em cùng nhau nhìn lên màn hình nào. Nếu A bằng 7
thì giá trị của biểu thức 6 nhân A bằng 6 nhân 7 bằng 42. Nếu A bằng 10 thì giá trị của biểu thức 6 nhân A sẽ bằng 6 nhân 10 bằng 60. Bây giờ chúng ta sẽ tính giá trị của biểu thức 18 chia B. Nếu B bằng 2 thì giá trị của biểu thức 18 chia B bằng 18 chia 2 bằng 9. Nếu B bằng 3 thì giá trị của biểu thức 18 chia B bằng 18 chia 3 bằng 6. Nếu B bằng 6 thì giá trị của biểu thức 18 chia B bằng 18 chia 6 bằng 3. Chúng ta tiếp tục tính giá trị của biểu thức A cộng 56. Nếu A bằng 50 thì giá trị của biểu thức A cộng 56 bằng 50 cộng 56 bằng 106. Nếu A bằng 26 thì giá trị của biểu thức A cộng 56 bằng 26 cộng 56 bằng 82. Nếu A bằng 100 thì giá trị biểu thức A cộng 56 bằng 100 cộng 56 bằng 156. Bây giờ chúng ta tính giá trị của biểu thức 97 trừ B. Nếu B bằng 18 thì giá trị của biểu thức 97 trừ B bằng 97 trừ 18 bằng 79. Nếu B bằng 37 thì giá trị của biểu thức 97 trừ B bằng 97 trừ 37 bằng 60. Nếu B bằng 90 thì giá trị của biểu thức 97 trừ B bằng 97 trừ 90 bằng 7. Qua bài tập số 1 này, các em đã tính giá trị biểu thức có chứa một chữ. Biểu thức có chứa một chữ này là biểu thức có một phép tính. Bài A là phép tính nhân, bài B là phép tính chia, bài C là phép tính cộng và bài D là phép tính trừ. Mỗi lần thay chữ bằng số thì ta tính được một giá trị của biểu thức đó. Chúng ta tiếp tục sang bài số 2. Tính giá trị của biểu thức 35 cộng 3 nhân n với n bằng 7. 168 trừ m nhân 5 với m bằng 9. Các em làm bài, các em cùng nhau quan sát nhé. 35 cộng 3 nhân n với n bằng 7. Nếu n bằng 7 thì 35 cộng 3 nhân n bằng 35 cộng 3 nhân 7. Với biểu thức có hai phép tính cộng và nhân, các em làm thế nào? Chúng ta sẽ thực hiện phép nhân trước, sau đó làm phép tính cộng sau. Bằng 35 cộng 21 bằng 56. 56 là một giá trị của biểu thức 35 cộng 3 nhân n. 168 trừ m nhân 5 với m bằng 9. Nếu m bằng 9 thì 168 trừ m nhân 5 bằng 168 trừ 9 nhân 5. Với biểu thức có hai phép tính trừ và nhân, các em làm như thế nào? Chúng ta cũng thực hiện phép tính nhân trước, sau đó thực hiện phép tính trừ sau. Bằng 168 trừ 45 bằng 123. Vậy, biểu thức có phép tính cộng trừ nhân chia khi tính giá trị biểu thức. Ta thực hiện phép nhân chia trước, cộng trừ sau. Các em đọc bài toán sau. Tính chu vi hình vuông. Một hình vuông có độ dài cạnh là A, gọi chu vi hình vuông là B. Ta có B bằng A nhân 4. Hãy tính chu vi hình vuông với
A bằng 3 cm. Theo các em, đề bài cho biết gì nào? Đề bài cho hình vuông, độ dài cạnh là A, chu vi hình vuông là B. B bằng A nhân 4. Đề bài hỏi gì nào? Đề bài hỏi tính chu vi hình vuông với A bằng 3 cm. Các em hãy suy nghĩ và làm bài. Với bài toán này là bài toán áp dụng tính giá trị của biểu thức có chứa một chữ. Nếu A bằng 3 cm, chu vi hình vuông là B bằng A nhân 4 sẽ bằng 3 nhân 4 bằng 12 cm. Các em chú ý đơn vị cạnh của hình vuông là cm thì chu vi hình vuông cũng là cm. Cạnh hình vuông là đơn vị nào thì chu vi hình vuông là đơn vị ấy. Đáp số B bằng 12 cm. Qua bài tính chu vi hình vuông này, ai cho cô biết muốn tìm chu vi hình vuông ta làm thế nào? Muốn tìm chu vi hình vuông, ta lấy độ dài cạnh hình vuông nhân với 4. Các em về nhà hãy ôn lại bài luyện tập và chuẩn bị bài mới. Các số có 6 chữ số. Các em hãy kiểm tra bài làm của các em và chụp hình bài làm gửi cho giáo viên nhé. Chúc các em sức khỏe, học tốt. Cô chào các em.